em ở nơi nào? Đây, nhà em đây. Ok em ơi. Chị nha. Em ơi, lớp 9 đến lớp 10. Lớp 9 lớp 10. Em đã thành công được trong kỳ thi gọi là khốc liệt nhất. Khốc liệt nhất. Đấy, ok và... luôn. Ui rồi đẹp chưa? Anh em ơi đẹp chưa? Rồi. Này gọi là phim mô kiếm tiền nữa. Ây à, lâu lắm rồi mới quay lại với Long Biên anh em ạ. À, hình như đồ trong kia rồi, bây giờ đợi mình vào trong kia tí nhá. Ôi, đồ nặng thật đấy anh em ạ. Ây à, đồ công nhận là vô cùng nhiều luôn. Thì hiện tại mình cũng không biết là mình đã nhắc chưa, nhưng mà bộ máy này thì có trị giá là 1 triệu dành cho một gọi là anh trai. Nó là anh trai thôi, nhưng mà bạn này là bạn vừa mới đỗ lên cấp 3, tức là vừa lên lớp 10, và được bố tặng ngay cho một cái bộ máy kinh khủng luôn. Về cái cấu hình ấy thì chiếc máy này chúng ta sẽ có đầu tiên đó chính là chiếc CPU i9 13900K được mở khóa đầy đủ các thứ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có đó chính là một chiếc máy board Z790 Aero G đến từ nhà Gigabyte. Em mê này thì quá là đẹp luôn, không cần phải bàn cãi. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có chiếc card trên cả tuyệt vời, đó chính là chiếc 4070 TI. Và tất nhiên để có thể cung cấp điện cho chiếc này thì chúng ta sẽ mua được chính là một chiếc nguồn TUF 1000W. Một câu chuyện vui vẻ là trước khi mà chúng mình đến đây thì anh ấy hình như anh ấy chọn một chiếc nguồn Asus ROG 1000W, nhưng mà mình nhận ra rằng là nếu mà dùng nguồn đấy thì phải dùng dây đổi, cho nên là mình khuyên là đổi ngay em này. Thế là chúng mình chuyển ngay cho anh ấy luôn, quá hợp lý đúng không anh em? Rồi. Và sẽ còn rất nhiều thứ linh tinh khác, nào thì 64GB DDR5 RAM DDR5 nhá, một chiếc tản Kraken Elite 360 phiên bản mới có mức giá khoảng tầm trên 8 triệu một chút. Một chiếc màn hình đây. Một chiếc màn hình Ultra Gear 27GP850. Em này thì trên quá là đẳng cấp rồi. Và một chiếc vỏ cây của TUF nữa. Một bộ máy như này thì đảm bảo được các nhu cầu không chỉ về làm việc mà còn chơi game, với số lượng RAM kinh khủng, với một chiếc card gọi là trên cả tuyệt vời. Và chiếc CPU thì cứ phải gọi là số 1, thì đúng là không có gì không làm được trên chiếc máy này cả. Bây giờ thì hãy cùng xem những chuyên viên cực kỳ chuyên nghiệp của Hacom lắp bộ máy này nhá. Ok anh em ơi, hiện tại thì anh ấy đang gọi là ở cái công đoạn là lắp quạt và lắp chuẩn bị lắp main, lắp rát vào rồi. Thì chúng mình sẽ quyết định là lắp rát ở bên trên, vì như chúng mình đã nói rất nhiều cho các buổi livestream phải không, là nếu mà bây giờ để cái rát với cả cái ống và ống ở trên này thì nó sẽ bị bong bóng ở trên và tạo ra nhiều tiếng ồn và có thể gây giảm tuổi thọ của rát. Thế nên là mình vẫn khuyến cáo anh em nên nâng như này, lên trên cái này nhất là chuẩn nhất anh em nhé. Bây giờ thì cùng xem mình lắp chuẩn chỉ à. Anh em ạ, sau một hồi chật vật, tức là anh em phải hiểu rằng một con main Z790 ấy, với cả RAM DDR5 ấy thì nó hơi vấn đề một chút.
sau một hồi train RAM, train memory thì đã thành công rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ gọi là đóng đồ vào và ship bằng Cang Hải anh em nhé. Đi thôi. Rồi, ok. Nhà em ở nơi nào? Đây, nhà em đây. Ok em ơi. 75 à? Ui chà chà. Đây rồi ạ. Đây rồi mẹ ơi. Để dép trong nhà hay để dép ở ngoài nhỉ? Anh để dép vứt ngoài nhá, cho nó chuẩn chỉnh nhá. Rồi. Cho anh nhờ ngồi tí nhá. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ có gọi là gia chủ ở đây, em có thể giới thiệu tên của mình không? Em lên kênh của Hà Con. Lên kênh Hà Con luôn, chuẩn luôn nhá. Giới thiệu được lên kênh của Hà Con. Em đây là Nguyễn Trọng Tiệp. Nguyễn Trọng Tiệp, ok. Hôm nay em lớp 9 đến lớp 10. Em đã thành công được trong kỳ thi gọi là khốc liệt nhất. Khốc liệt nhất, đấy, ok luôn. Em rất là cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình vì đã có thể chinh phục được cái bộ máy tính này. Máy tính này, ok. Thế thì em có thể tiết lộ cho em là em đã chiến thắng ở môi trường nào? Em đã chiến thắng được ở trong môi trường Trung học phổ thông Việt Đức. Wow, ok luôn nha anh em ơi. Anh em nào cùng học trường Việt Đức chuẩn bị gặp bộ máy nhá, đừng đùa. Ok luôn. Thế thì cho anh hỏi nha, là em đây là bộ máy này là ai tư vấn? Là ai đã gửi cho em cái cấu hình này? Bởi vì nói thật là anh thấy bộ máy này cực kỳ hợp lý luôn, chứng tỏ là một người rất hiểu biết đã gửi để gắm cho em bộ máy này. Có anh ở kia nhỉ? Đây. Hai anh ở kia. Hai anh đấy. Ok luôn. Một anh như một anh tên là Tùng, còn một anh tên là Đức. Hai anh đã gửi gắm cho em cái setting này và em thấy rất là vô cùng hợp lý. Vô cùng hợp lý đúng không em? Thế thì bây giờ anh hỏi em nhé. Em bảo là em chơi nhiều game nhưng mà hiện tại em đang thích game gì? Em cũng không biết em thích game nào, nói chung là đa dạng game. Đa dạng à? Con muốn cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã đồng hành cùng con trong suốt cuộc hành trình này và để con có được bộ máy tính xịn sò như thế này. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Bên này học hả? Máy tính hết bên kia hả? Đúng rồi. Ok. Thế tức là em muốn đút vào không kia hả? Đây, cái này có vừa cái trong cây không? Cái đấy thì tí nữa phải cứ bỏ ra xem như nào đã. Vừa đấy. Bởi vì cái vỏ cây to như này cơ mà. Vâng. Màn đây. Đây màn đây bố. Đây một chiếc màn đây. Luôn. Đẹp luôn này, nghiêng này. 2K 180Hz. Đây. Xem tí chuột nhờ. Đây chuột, úi dồi, chiếc chuột có thể nó là hàng top bây giờ, Viper Ultimate luôn. Đây, chuột đây, từ từ, đợi tí. Ui, còn đang còn tem, đang còn zin. Anh cho em cái gỡ được không? Anh lấy cái bút được không? Lấy bút để bọc không? Okay. Thôi để anh xem anh bóc cái tem băng dính ra. Đây, bóc cái băng dính này. Đây, úi dồi ôi, mau sư luôn này, chuột này đẹp chưa này. Đây, chiếc chuột này là sạc không dây nhá. Đấy, là em sẽ để đỡ xong em thả chuột đến mắt nó sạc luôn. Ui, xịn luôn nha. Như Apple luôn mà. Mà em thích em có thể đổi sang switch khác nhá. Tức là lúc đầu nó là cái màu kiểu hơi em thấy không sám sám be be nó. Thì em có thể đổi sang full black luôn. Đấy, siêu black nhá. Và có cả keycap vàng này, đấy, vàng cam này. Đấy, rất đẹp để em đổi này. Rất là hợp lý luôn. Nói chung một con bàn phím chuẩn. Chưa, em chưa trải nghiệm đúng không? Em nhìn qua em thấy thỏa mãn với những gì mà em đang nhìn thấy không? Em từ trước đến giờ em chưa có một cái bộ máy tính nào nó hiện đại như thế này. Ôi dồi ôi. Em cảm thấy gọi là cực kỳ thỏa mãn với cái dàn setup như thế này. Văn hòa này 10 điểm văn chắc rồi anh em ạ. Thế thì đợi bọn anh tí rồi bọn anh setup lên em chơi nhá. Vâng. Ok luôn. Rồi. Chúng ta hãy cùng mở máy. Xem này cho em chút. Ui dồi đẹp chưa? Anh em ơi đẹp chưa? Em thấy RGB đẹp chưa? Đẹp. Đây, hiện tại là anh đang gọi là đồng bộ về RGB cho em nhé. Tức là tất cả mọi thứ đều chạy dầu bồng, cầu vồng như này. Đấy, mọi thứ đều chạy cầu vồng như này. Nhưng nếu tí nữa em muốn đổi sang màu khác thì em phải vào trong phần mềm nhá. Ok. Đấy là tùy vào em thôi. Còn hiện tại thì anh đang để một khoảng cách một đoạn so với cả máy tính để em không như này. Ôi tốn. Tốn đấy, đau tay đấy. Anh từng gặp nhiều rồi. Lời lên em ạ. Bộ này 64GB mà. Đây lên rồi đấy, đẹp luôn nhá. Nào, chuẩn bị lên.
Đây, Enter BIOS này. À, ok chưa? Xếp rồi nhá. RAM chạy mượt mà êm dịu nhá. DDR5 cho em luôn nhá. Này, xung nhiệt này 5.5 rồi. Anh em thấy ghê chưa? Gắt chưa? Quá ghê đúng không? Ok. Đây, anh nghĩ em nên trưng bày cái này. Đây, ý chí nhá. À, cho bạn ấy cái cho bạn ấy cái hộp này trưng bày đi, cho nó đẹp. Mấy cái hộp này đẹp này. Đây. Em trưng bày cái này lên trên nóc này. Đấy, 4070 Ti. Rất strict nha. AOG strict luôn nha. Rồi. Quay này, quay nhất xóm rồi. Ok, bộ máy hiện tại đang được bật rồi. Đây, em ngồi sang bên này đây. Em ngồi vào ghế luôn này. Đây, ghế đây. Đấy, gaming chair. Ui giời, đê quả mê luôn. Kiểu lag quá hay là gì quá thì em mới cần cắm mạng nhá. 48 độ nhá, 442, 48 độ nhá. Đây 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 đây. Kiểu là toàn quay toàn theo tiệm bảo anh chuột Razer. Ui, xây xong bên nào ấy. Nào, vậy thì bọn anh đã hoàn thành xong công việc. Đây, em cứ nhìn vào cam. Đây, bọn anh đã hoàn thành xong công việc setup cho em bộ máy tính gọi là đỉnh của đỉnh, cao cấp của cao cấp, chất của chất. Thì em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là vui, phấn khích vì được chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ máy tính hiện đại như thế này. Em cũng rất là cảm ơn những cái anh nhân viên ở đây vì đã tư vấn cho em được bộ như thế này và đồng thời cũng đến tận nhà em và lắp một cách chín chu và hoàn thiện nhất. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? 9:30 rồi, 9:30 tối rồi đấy. Nói chung là chúng mình cũng lắp từ, bọn anh lắp từ khoảng tầm 4 giờ đấy. Bây giờ bọn anh ship đến cho bọn em. Nói chung là bởi vì là anh biết, anh nghe các bạn nói rồi là em rất hào hứng, rất mong chờ, rất chờ đợi bộ máy này. Và đây, bọn anh đã gửi đến cho em rồi. Thế là cảm ơn các anh em này, cảm ơn người lắp này, cảm ơn cả ai nữa. Cảm ơn em, người cảm ơn lớn nhất đến với bố mẹ của em. Vì họ đã dành hết tình cảm yêu thương cho em để em có thể đỗ đạt được cái kỳ thi khốc liệt nhất ở trong cuộc đời. Và em, ôi câu ôi. Cuối cùng, em rất cảm ơn ạ. Rất cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn các anh nhân viên. Ok, rồi thế thì anh cũng rất rất là cảm ơn em đã lựa chọn Hacom để mua được bộ máy này. Và nếu mà anh em muốn mua được một bộ cháy như này ấy, thì hãy qua ngay Hacom nhá. Rồi, bây giờ kết cầu rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em tại video sau. Nào, 1, 2, 3. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em tại video sau.